triển hơn, luôn luôn thành công và phát triển ha. Thì Lâm thì cũng đã học khóa K10 cũng được 1 năm rồi, thì hôm nay Lâm về mở tiệm riêng ở Sóc Trăng nha mọi người. Đó chính là đường Trần Hưng Đạo, Sóc Trăng, phường 2 phải không? Dạ, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Mọi người nào ấn tống thì cứ ghé ủng hộ Lâm Lâm ơi mọi người. Ok, thì thời gian sơ qua thì tiệm thì đẹp, cũng được thôi, nhưng mà còn thiếu sót rất là nhiều. Thì để chỉ em ai luôn ha. Nhưng phần này thì mình sẽ làm cái tên Lâm Haber sơn lại ha. Đó ha. Đường đó thì mình sẽ ghi hình vô, ghi hình vô ha. Này, ghi hình cho mấy cái mặt này nè, còn gồm dây này nè, mình phải làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ chứ đó, sao cho nó gọn đúng chút nữa. Cái phía trước thì mình làm sao cho cắt bắt đi sơn dẻ đâu lên mấy bạn này cái gì làm cái đó. Còn nhà nhà vệ sinh đồ làm cửa lại chứ có thể làm cái bảng như này nè, từ cái góc đó làm cao lên làm đó luôn. Dạ, ở đây là bắt từ đây là nó hàng lên cái gọi này, lấy đây được rồi. Còn cái kệ này để cái góc đó thì nó hợp. Còn cái chờ phải mua ghế nào nó ok một tí, còn ghế này vô thì nó đẹp, nói chung vậy là ổn rồi. Mới mà mọi người thì Lâm cũng mới ra mới tiệm, chưa có kinh nghiệm mới tiệm nhiều, thì nói chung như vậy cũng ổn lắm rồi. Thì chúc em khỏe, phát triển thành công hơn. Thì còn 2 tháng, còn 2 năm nữa là thì xuống đây á là phải lính là phải nhiều nha, dạy học trò phải nhiều vô, cố gắng khắc phải đông mở bao cái tiệm đó ở trong chân ha. Rồi như vậy là ổn rồi mọi người, ổn lắm rồi, kéo cố gắng nha.